Hầu hết các huấn luyện viên tin rằng sex có hại và cấm các cầu thủ làm điều đó trước trận đấu. Nhưng người ngoài hành tinh Ronaldo lại có quan điểm khác. Các huấn luyện viên có xu hướng tin rằng sex sẽ khiến cầu thủ trở nên mệt mỏi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất thể thao. Vì vậy, họ cấm tiệc cầu thủ làm chuyện ấy trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, thực sự sex có tác động tiêu cực hay không? Chỉ cần hỏi Ronaldo, siêu sao bóng đá người Brazil và là một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất của làng túc cầu. Robert nói, tôi đã giải quyết nhu cầu nhiều lần trước các trận đấu. Nó giúp tôi tập trung hơn và tôi cũng nhận thấy những màn trình diễn hay nhất thường đến sau mỗi lần tôi làm chuyện ấy. Những gì Ronaldo đã thể hiện đã chứng thực được lời nói của anh. Vào thời đỉnh cao trong thập niên 1990 và 2000, người ngoài hành tinh là một tiền đạo không thể ngăn cản. Với tốc độ bùng nổ, sức mạnh vô song cùng kỹ thuật siêu hạng, Robert vượt qua tất cả rồi ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi. Theo nhiều người, trong suốt chiều dài lịch sử của bóng đá thế giới, chỉ Pele và Diego Maradona mới có thể so sánh với anh. Dưới quan điểm của Ronaldo, không chắc anh có thể đạt tới tầm vóc ấy nếu thiếu sex. 2 năm trước khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp, ở tuổi 15, anh đã làm chuyện ấy và không thể ngừng kể từ đó. Cho đến nay, những người tại Barcelona vẫn kể với nhau về những giai thoại của Ronaldo, cả về phong độ tốt một cách hư cấu với 47 bàn sau 49 trận, đến chuyện tình dục đầy phóng túng. Một ngày nọ, anh phi xe đến sân Camp Nou và vứt nó ở gara. Một tiếng sau, tiền đạo Brazil quay lại cùng với hai cô gái bốc lửa rồi đi về phía chiếc xe. Nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy chiếc xe đi ra, người bảo vệ nghĩ rằng Ronaldo gặp trục trặc gì đó, bèn tiến lại để hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Nhưng tới nơi, ông không thấy Ronaldo trong xe, vì vậy quyết định tìm xem anh ở đâu. Rồi ông phát hiện Ronaldo đang vui vẻ với hai cô gái trên chiếc sofa đặt trong sảnh chờ sân Camp Nou. Đó thực sự là sự kiện gây sốc và người bảo vệ đã nói lại với chủ tịch Barca, Josep Luis Nunes. Đoán xem ngài chủ tịch nói gì sau đó. Việc gì phải làm toán lên, chưa thấy một chàng trai 20 tuổi vui vẻ bao giờ à? Nunes thậm chí quạt lại tay bảo vệ. Ông sao có thể phạt Ronaldo khi anh vẫn ghi bàn đều đặn? Không những thế, còn làm điều ấy theo cách ngoạn mục và khó tin nhất. Trong thế giới bóng đá, Antonio Cassano cũng là một tay chơi có hạn. Cựu cầu thủ người Italia nổi tiếng với tuyên bố đã ngủ với 600 cô gái trước tuổi 25 bởi tán gái dễ quá, chỉ cần nói em tuyệt lắm là coi như xong. Thành tích của Ronaldo chắc nhiều hơn thế vì anh thậm chí không cần phải tán tỉnh, các cô gái tự động tìm đến anh. Steve McManaman, đồng đội cũ tại Real nói rằng Robert toát ra ánh hào quang đặc biệt và mỗi khi anh ra ngoài ăn tối sẽ có khoảng 20-30 người, chủ yếu là các cô gái vây quanh. Thế nên không ngạc nhiên khi cuộc phiêu lưu tình ái của Ronaldo dài vô tận. Đầu tiên, anh cặp kè với nữ diễn viên Susana Werner, rồi quyết định đi đến hôn nhân với nữ cầu thủ Milene Torduez. Được 4 năm, anh ly dị và có cuộc tình chớp nhoáng với người mẫu Raika Oliveira trước khi đính hôn với người dẫn chương trình Daniela Cicerelli. Mối quan hệ này kết thúc chỉ 3 tháng sau lễ cưới đình đám tại một lâu đài ở Pháp. Ít lâu sau, Ronaldo lại được nhìn thấy bên cạnh diễn viên Mireira Cananda, rồi kết hôn lần nữa với Bia Anthony, một sinh viên kỹ thuật. Cuộc hôn nhân này kéo dài khá lâu, những 5 năm, đã có rất nhiều sóng gió nổi lên trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là việc một đứa con rơi của Ronaldo được tìm thấy, hiệu quả của mối tình với một cô bồi bàn có tên Umezu. Cũng sau chuyện này, anh quyết định thắt ống dẫn tinh để tránh có con ngoài ý muốn. Kế đến là vụ bê bối dở khóc dở cười khi Robert về Brazil nghỉ ngơi năm 2008 trong cảnh xa vợ, đã bóc điện thoại gọi 3 gái mại dâm về phòng. Điều trớ trêu, cả 3 đều là nam chuyển giới. Ronaldo khi phát hiện ra đã tống tiễn họ ra về với khoản tiền bo 600 đô la. Nhưng những người kia nhận ra có thể trục lợi từ anh đã đòi số tiền lên đến 30.000 đô la. Robert không chịu và câu chuyện lố bịch này bị tung hê lên báo giới. Chia tay cô vợ thứ 3 Anthony, Ronaldo đắm mình vào những mối tình khác, chủ yếu với người mẫu Playboy hoặc diễn viên phim khiêu dâm, trong lúc chờ đợi một cuộc hôn nhân tiếp theo. Theo Ronaldo, anh có 2 niềm đam mê lớn là bóng đá và sex. Khi được hỏi cái nào quan trọng hơn giữa sex và vô địch World Cup, anh chọn cái thứ hai. Lý do là sex lúc nào chẳng được, còn World Cup 4 năm mới có một lần. Video đến đây là hết rồi, bạn có thấy video này hay không? Hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.